máy về An Phú An Giang nha các bác. Vì đang sơn lại cái cặp bỏ sao cho bác chủ mình nè. Này đang sơn lại nha. Quê An Phú An Giang. Chốt cái kèo mau gọn lẹ luôn nha. IM351 dòng máy cài Yamaha đời mới nha. Nay ở đọc thông số vỏ lốp cho mấy bác mình xem nè. Vì vỏ đầu của em nó đang đi là 8.8 nha, vỏ sau là 13.6/26 nha. Vỏ gai thì nó sẽ trùng với thằng IM357 và Kubota đời mới bây giờ luôn là 5018, trùng với nhau hết nha các bác. Nó chỉ khác là cái hoành mâm cái đổ bù lon khác nhau thôi. Mà cái dòng máy Yamaha này rất chia đẹp nha. Đầu đèn của dòng Yamaha đời mới bây giờ rất chia đẹp luôn các bác ơi. Cái này cái bình nước xanh mà còn nguyên luôn nha. Cái lì môn còn long lanh luôn, vô đen hồi lừa hết nha. Máy vừa An Phú, An Giang nha. Ông bác mình chốt mau gọn lẹ luôn nha. Ông bác mình là dân nghề máy nha các bác. Vì xài máy cũng rất là lâu rồi nha. Nay ông bác mình nè. Ông bác này xài máy từ hồi 16 tuổi hay gì bác? Dạ. Tới giờ cũng lâu lắm rồi đó. Kêu bằng là nghề nghiệp luôn rồi. Ông bác mình xài máy từ hồi năm 16 tuổi nha các bác. Và xài tới bây giờ luôn. Quê An Phú An Giang nha. Vì họ mình đang bảo dưỡng cho ông bác mình. Này ông bác mình đi trực tiếp xem chốt cái màu quận lẹ luôn nha. Vì cái dòng này về bên cửa hàng còn rất là nhiều để cho bác mình lựa chọn nha. IM357 và IM351. Xe giờ luôn luôn có cho bác mình test máy thoải mái nha. Xe cực kỳ là đẹp luôn các bác ơi. Rồi này đang xịt dầu lên xe nha các bác ơi. Dưới khá cái mùi nắng ra tại hùng xe kẹp mua bạc lên cũng được nha. IM351 về đất An Giang nha. Về An Phú tỉnh An Giang. Xe rất chưa đẹp luôn. Vì có dặm là cho bác chủ 4 cái mâm của xe thôi. Còn nhiều để nguyên bản cho bác chủ. Xe gì còn rất đẹp nha. Đây, nó đang xịt dầu. Rồi, An Giang. Phân khúc 51 mã lực nha các bác. Phân khúc 51 mã lực của dòng Yamaha. Dòng này hộp số được chuẩn bị là 8 tiếng 8 lười nha, tiếng nuôi lồng tóc. Máy rất chìa đẹp luôn các bác ơi. Thịt xong rồi lau chùi cho bác chủ mình nha. Đây, đầu đèn nè. Rất chìa là keng luôn nha. Hộp đồ ngơi còn nguyên quẹn của em nó nha. Cầu này nguyên bản, vỏ nè. IM351 máy về đất An Giang, xe cực kỳ là đẹp luôn nha. Con này hộp dạng là siêu phẩm nha các bác ơi. Xe rất chưa đẹp luôn. Các bác nhà mình đang quan tâm IM351 này, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Cửa hàng gì luôn luôn có hàng để cho các bác xem máy và test máy thoải mái nha các bác. Đấy là đang gỡ cái mùa cho nắng ra. Rồi lên xe các bác ơi. IM351 nha, máy rồi đất An Giang nha các bác, xe cực kỳ là đẹp luôn nha, hàng siêu phẩm nha các bác. Lên xe rồi cho ông bác mình nè. Quê An Phú An Giang. Các bác nhà mình nay đang quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với hàng nha. Rồi lên xe chú chủ và lão tài nha, máy cày IM351 nha, giờ máy Yamaha đời mới bây giờ. Xe về huyện An Phú tỉnh An Giang nha các bác. Xe cực kỳ là đẹp luôn nha. Lên xe cho bác mình, máy cực kỳ là đẹp luôn các bác nhà mình. Ai đang quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Thì hiện tại cái dòng này bên cửa hàng em còn rất là nhiều để cho bác mình lựa chọn nha. Nay hợp cửa hàng nha. Cửa hàng Nông Cơ Hưng Phát, địa chỉ ấp Long Bình A, xã Hậu, Lý Dương, Tinh Pháp nha.
hotline 0338959592, còn số Zalo là 0769788713.